Xin chào các em. Nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1 toán lớp 6 năm 2022-23. Thầy trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy. Thì đề này gồm hai phần: trắc nghiệm 2 điểm gồm 7 8 câu và tự luận 8 điểm gồm 5 bài. Thầy sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Câu 1. Tập hợp các chữ cái trong chữ toán học, thì chỗ này chữ cái mình không có lấy dấu, thì chỗ này chữ O nó bị trùng với nhau đó, cho nên ta chỉ ghi một lần. Đó là T O A N H C, T O A N H C, đó là đáp án D đấy. Rồi chúng ta chọn đáp án D. Ta đi vào câu số 2. Viết tập hợp K bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng các phần tử. Rồi K nè. Ở đây là dạng liệt kê. À, thì từ đó ở đây là dạng liệt kê này. Đây này. Dạng liệt kê. Còn ở đây là dạng tính chất đặc trưng. Không đến 4. Rồi K thuộc số tự nhiên, K từ 0 đến 4. Chọn đáp án là B. Ta đi vào câu số 3. Viết kết quả của phép tính 56 trên 53 dưới dạng một lũy thừa. Ta được. Bằng 5 mũ 6 trừ 3 bằng 5 mũ 3. Chỉ chọn đáp án C. Ta đi vào câu số 4. Giá trị của biểu thức này, thì chỗ này chúng ta phá hoặc ra có dấu trừ đổi dấu lại 867 trừ 67 trừ 180. Thì chúng ta lấy thực hiện từ trái sang phải. 867 trừ 67 là 800, trừ cho 180 còn lại là 620. Chúng ta chọn đáp án B. Ta đi vào câu số 5. Tập hợp các ước của 14. Ta có 14 bằng 2 nhân 7. Từ đó suy ra ước của 14. 1 nè, 2, 7, 14. Vậy mình chọn đáp án là A. Ta đi vào câu số 6. Trong các số 1, 4, 7, 13, 16, 23 có bao nhiêu số nguyên tố? Thì các số nguyên tố là số 7, số 13 và số 23. Có 3 số nguyên tố. Chúng ta chọn đáp án C. Ta đi vào câu số 7. Cho hình chữ nhật ABCD có AB, AD và AC, độ dài BD. Thì BD nó bằng là AC. Hiểu không? Vì ABCD là hình chữ nhật. Nên BD nó bằng AC. Thì chúng ta chọn đáp án là 10, đáp án A. Ta đi vào câu số 8. Hình ảnh nào dưới đây là hình bình hành? Cái hình 1 á, đó là tam giác đều. Hình 2 là hình lục giác đều. Hình 3 là hình bình hành. Hình 4 là ngũ giác. Thì ta chọn đáp án hình 3 là đáp án C. Ta đi vào bài tự bài 1 tự luận. Tính hợp lý nếu có thể
A là như thế này: ta kết hợp, ta dùng tính chất kết hợp 68 cộng 132 nó mới tròn trăm, 219 cộng 181, 68 cộng 132 là 200, 219 cộng 181 là 400, 200 cộng 400 là 600. Rồi, vậy A bằng 600. Rồi, ta đi vào câu B. Ta dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Thấy số 69 nó giống nhau, đem ra ngoài còn lại 174 trừ cho 74 cộng 110 để bên ngoài, còn 174 trừ cho 74 là 100. 69 nhân 100 là 6.900. Rồi 6.900 cộng 110 là 7.010. Vậy B bằng 7.010. Ta đi vào câu C. Ở đây ta không được nhân, ta phải kết hợp, dùng tính chất kết hợp từ trước. Ta thấy có 12 với 3 nè, nhân lại 62 để ra. Còn này 6 đi thừa 2 tính ra là 36. Còn 5 đi thừa 2, 25. 12 nhân 3 là 36. 125 chia cho 5 đó là bằng được 125 chia 5 được nhiêu? 5, đúng không? Rồi, này ta đem 36 nhân, đem ra tính chất phân phối phép nhân nó với cộng. Còn lại 62 cộng 38 trừ 5 để ra. 62 cộng 38 là 100. 3.600 trừ cho 5 và 3.595. Vậy C bằng 2.595. Ta đi vào câu D. Ở đây ta sẽ tính 2 lũy thừa 3 ra là 8. Cái gì lũy thừa 0 là 1. 5 lũy thừa 2 là 25. Tính lũy thừa ra hết. Sau đó thực hiện trong mặt tròn trước. 1 cộng 24 là 25. Rồi ta thực hiện trong mặt vuông. Thì đây ta thực hiện là 78 để 56 luôn. Rồi ta tính 25 chia 25 trước. 25 chia 25 là 1. Còn 110 để lại. Tính mặt vuông. Phép chia tới phép trừ. 56 trừ 1 ra 55. Còn 110 chia cho 55 là bằng 2. Vậy D bằng 2. Rồi, ta đi vào bài tập số 2. Tìm số tự nhiên x. Rồi, đây là 3x, tìm 3x. Lấy tìm số hạng chưa biết lấy tổng trừ số hạng đã biết. 130 trừ 34, 130 trừ 34 là 96. Tìm x, tìm thừa số chưa biết lấy tích chia thừa số đã biết. 96 chia cho 3 là bằng 32. Đó, 7x bằng 32. Ta đi vào câu B. Tìm 4 nhân 5 cộng x là tìm số trừ, lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Ghi lại 54 trừ 10 là 44.
Bài tìm 5 cộng biết là tìm thừa số chưa biết, lấy tích chia thừa số kia. 44 chia cho 4 là bằng 11. Tìm x là tìm số hạng chưa biết, lấy tổng trừ số hạng kia. 11 trừ 5 là bằng 6. Rồi, bằng 6. Ta đi vào câu C. X thuộc bội của 3. Là X thuộc bội của 3 và X lớn 9 bé 18 bội 3 là 0 nè. 3 bằng 1, 3 bằng 2, 6 bằng 3, 10, 3, 3, 9 bằng 4, 12 bằng 5, 15 bằng 6, 18 bằng 7, 21 vân vân. Và đó, mình chỉ chọn số nào mà lớn hơn 9 bé 18. Lớn 9 không lấy 9 nha. Bé bằng 18 lấy 18. À, gồm 3 số này đây, 12, 15, 18. Rồi vậy x thuộc à, số này ta đi vào câu D. Thì con này chia hết cho 2. Này là chia hết cho 2. Cho nên C là X sẽ thuộc 0, 2, 4, 6, 8 tận cùng. Thằng này chia hết cho 3. Thì C ra tổng các chữ số chia hết cho 3. 1 cộng 0 cộng 7 cộng 2 cộng X. Đó. Sẽ chia hết cho 3. C ra 1 cộng 0 cộng 7 X là 10 cộng X sẽ chia hết cho 3. Vậy x sẽ thuộc những cái số nào? À, 10 cộng 0 cũng được, cộng 1 được, cộng 2 được, 3, 4 được, 5 được, 6, 7 được, 8 được, 9 không được. Vậy ta có x chia hết cho cả 2 và 3, nên x phải thuộc, x phải bằng số trùng với nhau. Trong cái này chỉ có số số 2 với số 8 là trùng với nhau thôi. Đó. Nên x thuộc 2 với 8. Vậy x thuộc 2 với 8. Ta đi vào bài số 3. Trong đợt ủng hộ học sinh các trường gặp khó khăn ở tỉnh Cao Bằng, một trường trung học cơ sở đã quyên góp 360 học bút, 252 tập vở, 144 tập sách. Họ có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu thùng quà? Trong đó số học bút, vở và số tập sách các thùng như nhau, khi đó mỗi thùng có bao nhiêu vở, bút, sách? À, cái từ nhiều nhất tức là ước chung nhiều nhất đó. Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu thùng quà? Và ít là số số thùng quà có thể chia được x thuộc n. Rồi theo đề bài ta có là 360 chia hết cho x. Rồi 252 chia hết cho x. Rồi 144 chia hết cho x. Và x lớn nhất. Từ đó mình phải suy ra x sẽ thuộc ước chung lớn nhất. 360, 252, 144. X sẽ bằng chứ không phải thuộc nha. Cái này dấu bằng luôn. Rồi ta có. Đó, phân tích ra 360. Dùng máy tính phân tích ra thừa số nguyên tố. 360 bằng shift độ 2 mũ 3 nhân 3 mũ 2 nhân 5. Rồi, 252 sẽ bằng là 252 bằng
xếp đồ 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 7 rồi 144 144 bằng xếp đồ 2 mũ 4 nhân 3 mũ 2. Từ đó mình mới suy ra x bằng ước chung lớn nhất sẽ bằng đó là giống lấy nhỏ khác thì bỏ 2 mũ 3, 2 mũ 2, 2 mũ 4 lấy nhỏ là lấy 2 mũ 2, 3 mũ 2, 3 mũ 2, 3 mũ 2 giống là lấy 3 mũ 2, 5 mũ 7 không giống bỏ 2 mũ 2 là 4, 3 mũ 2 là 9 là 36. Rồi thì chúng ta vậy vậy sao vậy có thể chia được nhiều nhất là 36 thùng quà. Khi đó mỗi thùng quà có số quyển số hộp bút. Số hộp bút là lấy 360 chia cho 36 là bằng 10 hộp bút. Rồi số tập vở là lấy 252 chia cho 36. 52 là chia cho 36 là bằng 7. Tập vở. Rồi. Số cặp sách. Tiết cặp sách là lấy 144 chia cho 36 là bằng 4 cặp sách. Rồi ta hoàn thành xong bài số 3. Ta đi vào bài số 4. Một mảnh vườn hình như có chiều dài 12 mét, chiều rộng 8 mét, tính diện tích mảnh vườn. Này dễ. Diện tích mảnh vườn là lấy chiều dài nhân chiều rộng 12 nhân 8. 8 2 16 6 nhân 6 nhân 1 tăng 19 16 mét vuông. Rồi câu B. Người chủ vườn đã thuê người về trồng hoa với chi phí là 60 mỗi mét vuông 60.000 đồng, tính số tiền công người chủ vườn chi trả cho việc trồng hoa. Dễ thôi, có bao nhiêu mét nhân lên số tiền công người chủ vườn chi trả cho việc trồng hoa là lấy 96 nhân với 60.000. À, lấy 96 nhân với 60.000. Nó bằng là 500 5 triệu 760 nghìn đồng. Rồi, ta đi vào bài số 5. Cho A tìm x, cho A bằng này tìm x để 4A cộng này thì ta có là 5A trừ cho A. Đó, sẽ bằng 5. A là cái này. Trừ cái này. Rồi 5A tức là 5A trừ cho 1A. 5 nhân vô 5 nhân 5 cộng 5 nhân 5 bình cộng 5 nhân 5 mũ 3 cộng 5 nhân 5 mũ 2022. Rồi trừ cái này để lại. Rồi đây lấy 5 trừ cho 1A ra ngoài. 5 mũ 2 cộng 5 mũ 3. Cái này để trong ngoặc luôn ha. Mình nhân vô. Ra mũ 4. Cộng 5 mũ 2023. Bốn a tới năm 2022 cộng năm 2023 trừ đây mình tách ra số 5 theo ngoài còn lại cái ngoặc này giống hệt như này phía sau. Rồi 4A trừ cộng ta cho nó bằng năm 2023 trừ 5. Rồi chúng ta chuyển qua 4A cộng 5 5 mũ 2023
Thì 4A cộng 5 nó chính là 5 mũ x, 5 mũ 2023 thì x nó bằng 2023. Rồi vậy x bằng 2023. Rồi ta hoàn thành xong cái đề này. Rồi xin chào tạm biệt các em.